Nhiều người trong số chúng ta đã bị những cái giá trị tạm thời huyễn hoặc mê hoặc mình mà quên mất đi những cái hình dáng ban đầu thuần khiết nhất của bản thân mình. Mình sẽ đọc cho các bạn nghe một đoạn trích nha. Có bao nhiêu người cả đời vội vã chỉ để tìm kiếm nét chất phác mộc mạc nguyên sơ đã bám rễ trong tâm hồn mình. Lại có bao nhiêu người nhờ những chất phác mộc mạc nguyên sơ đó tìm lại được dáng vẻ thuần khiết nhất của bản thân. Cuốn sách mà hôm nay Điểm Sách muốn mang đến cho các bạn là một chiêm nghiệm về cái khoảng thời gian trưởng thành đầy khó khăn mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời. Cuốn sách được mang tên Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên của Tằng Khải. Thanh bần, cô độc chỉ vì tri thức. Khi bạn tiến lên một bước, hiểu thêm một khái niệm, nhìn được điểm đúng đắn hay lỗ hổng của một nguyên lý, bạn mới cảm thấy tri thức tự thân nó đã có ma lực vô tận vẫy gọi bạn, thu hút bạn. Chỉ khi nào có thể nếm thử nó, đạt được nó, chiếm hữu nó, điều khiển nó, chinh phục nó, bạn mới hưởng thụ được niềm khoái lạc mãnh liệt. Trên đây là một trích đoạn trong cuốn Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn tuổi thiếu niên. Trích đoạn này đã khiến rất nhiều người đổ ngay lập tức. Nghe qua đoạn trích, bạn có cảm thấy tác giả của quyển sách này thú vị không? Nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng ham học, tự tin và ngạo nghễ. Khá là mâu thuẫn nhỉ, nhưng đó chỉ là ấn tượng đầu tiên của hầu hết các độc giả về Tằng Khải, tác giả của quyển sách này. Một tiến sĩ chuyên ngành xã hội, lang bạt xứ người nhiều năm. Tự mình đong đếm mảnh đất dưới chân, nếm trải hết mọi ngọt bùi đắng cay, mới có được những cảm xúc mãnh liệt, chân thật nhất. Đây là lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm của một tiến sĩ với lối hành văn dung dị và chân thành đến vậy. Tựa như một cốc cà phê sữa ấm áp giữa một buổi sáng mùa đông rét mướt, vỗ về những đôi chân lang bạt giữa xứ người. Từ La Habana sang Tây Ban Nha, quay về Trung Quốc, rồi lại lên đường đến Bồ Đào Nha, thăm thú châu Âu. Một hành trình hơn 20 năm chỉ để mưu cầu tri thức, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó. Bạn liệu có đang trong hoàn cảnh bạn cấp 2 đang khoe bản điểm của con, bạn cấp 3 đang khoe giấy chứng nhận kết hôn, bạn đại học khoe ảnh người yêu, bạn thạc sĩ đang khoe công việc, còn bạn vẫn chăn đơn gối chiếc, thanh bần và cô độc. Bạn sẽ tiếp tục ở lại trong tình cảnh như vậy hay bạn sẽ đi tới một nơi khác trốn tránh sự thật này? Câu trả lời của Tằng Khải là sẽ ở lại. Ông viết, còn sống trên đời có thể dùng sinh mệnh, trí tuệ và năng lực hữu hạn của bản thân để khám phá chân lý vô tận của vũ trụ. Đó quả là một niềm vinh dự to lớn. Đây là những dòng tâm sự của một tâm hồn đơn thuần, yêu tri thức như sinh mệnh, nhưng không mong được lưu danh sử sách, giàu sang phú quý, mà chỉ mong có được vinh dự dùng sinh mệnh, trí mệnh và năng lực hữu hạn của bản thân để khám phá chân lý vô hạn của vũ trụ. Nhiều người đọc đến đây sẽ đặt câu hỏi, học giỏi, học nhiều có tác dụng gì? Bạn cảm thấy những siêu sao trong lớp chỉ biết lý thuyết suông, không hề có kinh nghiệm thực tiễn. Mình chỉ cần làm gì độc đáo khác thường đi ngược với số đông là có thể tung hoành xã hội như cá gặp nước, có thể ăn đứt bọn họ. Nhưng thực ra bạn đã lầm. Trường học không chỉ dạy tri thức mà là học tập. Đó là nơi bồi dưỡng năng lực học tập của một con người. Gọi là năng lực học tập vì nó giúp bạn rèn luyện kỹ năng phân tích, quan sát, tính toán, đối chiếu, mô phỏng, suy ngẫm, sáng tạo một cách độc lập, còn giúp bạn biểu đạt, trao đổi, giao lưu và hợp tác. Nói cho cùng, việc bạn đến trường học là một nhân tố khách quan, mà thái độ, lựa chọn, tố chất, thói quen của bản thân mới là nhân tố chủ quan. Nhân tố khách quan chỉ là chất xúc tác dựa trên nhân tố chủ quan mà thôi. Khi bạn đến trường, có thầy cô chỉ bảo, bạn bè giúp đỡ, bạn còn không học được, vậy thì đến khi ra ngoài xã hội, bạn lấy gì để đảm bảo mình có thể hiểu được chân lý vận hành của thế giới? Đúng là trên đời này, chẳng sợ mình không thích làm gì, chỉ e lúc mình thích việc gì đó lại phát hiện ra cánh cửa mơ ước đã khép lại mất rồi. Thực ra có những người rất lạ, như một kẻ điên, không ngừng tiến bước trên con đường chấp mê bất ngộ, tự nguyện hòa hợp với gian nan, rồi tự tìm vui trên con đường khúc khuỷu đầy gai nhọn này. Tằng Khải là một trong số đó, điên rồ nhưng phóng khoáng, cao quý và tự do. Vẫn có những người giữa cuộc đời không có sự lựa chọn này, dù đối mặt với vinh hoa và lợi ích, không một ai có thể dễ dàng tước đi tôn nghiêm và thể diện của họ. Gặp chuyện bất công, phi lý, họ vẫn đủ tư cách, điều kiện mà nho nhã nói không. Họ có những linh hồn thăng hoa, tự do và đơn thuần. Họ dám theo đuổi ước mơ, tình yêu lớn nhất của mình theo cách của họ. Họ tự thấy thỏa mãn, vui sướng, như có thể chết ngay mà không hối hận. Thấy cuộc đời mình đẹp đẽ và có ý nghĩa biết bao nhiêu. Mỗi sinh mệnh đều như ông lão đánh cá chiến đấu với cá kiếm, không phải để so bì xem ai chết xa hoa hơn, mà là để dũng cảm hơn và có tự tôn hơn trong cuộc đời này.
những cảm giác đó không một đồng tiền nào có thể mua được. Thứ mà tiền không mua được luôn quý giá hơn tiền. Cuộc đời bạn sẽ thay đổi vì những cuốn sách bạn đọc và những người bạn gặp. Những khát khao đơn thuần nhưng đầy tôn nghiêm của Tằng Khải không phải tự nhiên mà có. Mỗi phẩm chất trong con người anh chính là được bồi đắp, tích lũy qua từng ngày, từ những cuốn sách anh đọc, những giảng viên anh gặp và quan trọng nhất là nền tảng giáo dục từ chính gia đình anh. Ngay từ những phần đầu tiên của quyển sách, Tằng Khải đã nhắc đến thư phòng của bố mình với giá sách lớn kề sát tường. Chứa rất nhiều sách, toàn là những danh tác thế giới đã cũ, ố vàng nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Trong thời đại không có mạng Internet, điều khiển TV lại bị cất đi. Câu chuyện trong mỗi quyển sách chính là thú vui tiêu khiển cuối cùng, nhưng đồng thời cũng là điều may mắn đối với Tằng Khải. Nhiều người trong số chúng ta bị mê hoặc bởi những giá trị tạm thời, huyễn hoặc mà quên mất đi dáng vẻ đơn thuần của bản thân ngày xưa. Có bao nhiêu người cả đời vội vã chỉ để đi tìm nét chất phác mộc mạc nguyên sơ đã bám rễ trong sâu thẳm tâm hồn mình từ thuở thiếu thời. Lại có bao nhiêu người nhờ những chất phác mộc mạc nguyên sơ đó tìm lại được dáng vẻ thuần khiết nhất của bản thân. Dáng vẻ thuần khiết của Tằng Khải chính là lúc anh ôm thùng các tông đầy đồ ăn mà mẹ gửi cho khi còn học tại Cuba. Bên trong nào là bột ớt, sốt thịt bò, đồ ăn vặt, tương ớt, ruốc thịt, muối vừng. Đúng là không biết phải nên diễn tả thế nào. Những đứa trẻ phương xa chỉ nhớ bữa cơm nhà nông giản dị đơn sơ, không trang trí cầu kỳ hoa mỹ, nhưng khiến người ta khó có thể buông đũa. Khói lửa nhân gian khó có thể miêu tả bằng lời, khó tìm thấy ở những nơi sang trọng, chỉ giấu mình ở chốn chợ búa thôn quê. Đôi khi bạn sẽ thắc mắc, rốt cuộc vì sao có những người lại từ bỏ ổn định, từ bỏ sự che chở của gia đình mà lang bạt phương xa, để gian nan dày vò, để cơn mưa lạnh nơi xứ người làm dấy lên nỗi khắc khoải về bếp lửa ấm áp của gia đình. Ý nghĩa đích thực của việc lang bạt là gì? Lang bạt để được trèo lên đỉnh vòm Đại Thánh Đường St. Peter, nhìn ngắm quảng trường hình bầu dục phía dưới, lần đầu tiên đứng trong đền Parthenon, cảm khái sự thần kỳ của kết cấu mái vòm thời La Mã cổ đại, rồi kinh ngạc trước sự huy hoàng của thời kỳ phục hưng khi ở cung điện Medici, là trải nghiệm cảm giác thanh bần khi rót uống thêm một cốc cà phê đặc giá 65 xu euro. Không đủ tiền lẻ mua vé xe bus, chỉ đành đi bộ về nhà trong gió rét, chỉ mong sâu có thể hóa bướm, kế thừa và truyền thụ những điều chí nhân chí mỹ, cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình thúc đẩy sự tiến bộ của loài người. Trong quá trình này, con người không thể thiếu sự nhẫn nại. Khi chúng ta buông xuôi trước nghịch cảnh, hoang mang do dự trong những năm tháng đầu đời, khi chúng ta vật lộn giữa đống suy nghĩ mâu thuẫn, mình có thể làm mọi việc và mình chẳng thể làm gì, hãy tự nhủ với bản thân, đây chính là quá trình lên men của cuộc đời mà mình còn thiếu sót. Mong bạn trải qua giông bão quay về vẫn là thiếu niên là một chặng đường tìm lại sự bình yên của tác giả sau những tháng ngày rong ruổi vất vả. Ở đó chúng ta, những người độc giả, có thể tìm thấy bản thân mình ở trong đó, để coi như là nghe được một cái lời động viên, một lời an ủi từ tác giả khi chúng ta gặp quá nhiều mệt mỏi và kiệt sức trong cuộc sống này. Mong là trong cái khoảng thời gian trưởng thành của chúng ta, có những mệt mỏi đó, có những lo toan đó, nhưng chúng ta vẫn không bao giờ từ bỏ đi cái sự trong trẻo vô tư trong tâm hồn của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm. Xin chào và hẹn gặp lại.